Có một thực tế là hiện nay thì nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn còn sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì thế mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ lập kế hoạch cấm sử dụng kháng sinh vào trong thức ăn chăn nuôi theo lộ trình. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với Bộ Y tế để điều chỉnh quy chuẩn về ức tồn dư kháng sinh trong thực phẩm. Trong tháng 8 năm 2015, Cục Chăn nuôi đề xuất sửa đổi bổ sung thông tư số 81 ban hành vào ngày 25 tháng 12 về việc là ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi theo hướng cấm sử dụng thuốc kháng sinh vào trong thức ăn chăn nuôi theo lộ trình nhất định. Cũng trong tháng này, Cục tập trung kiểm tra thí điểm các lò giết mổ gia súc gia cầm Thái Bình, Hà Nội và Yên Bái. Cục cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, việc lạm dụng thuốc kháng sinh và chất cấm trong chăn nuôi.